Xin chào tất cả các em. Ở buổi học hôm nay, cô và các em sẽ tiếp tục đi vào các bài tập ở trong sách bài tập của bài 24 là tính chất của oxy chương trình hóa học lớp 8 học kỳ 2 nhé. Video hôm trước chúng ta đang dừng lại ở 24.6 rồi. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với 24.7 như sau. Đổ đầy nước vào các cái hộp các tông, có thể là hộp đựng cái nước uống Vinamilk kín ấy. Đun hộp đó trên bếp lửa, hộp các tông không cháy mà nước thì vẫn sôi. Hỏi đầu tiên là ở nhiệt độ nào thì nước sôi? Chúng ta biết là nước thì sôi ở bao nhiêu độ C em? Nước sôi ở 100 độ C, đúng không ạ? Vậy ở đây câu đầu tiên em sẽ trả lời là nước sôi ở 100 độ C. Trong thời gian nước sôi thì nhiệt độ của trong thời gian sôi thì nhiệt độ của các chất không thay đổi, đúng không ạ? Như vậy trong thời gian sôi thì nhiệt độ của nước sẽ không thay đổi, nó luôn luôn là 100 độ C. Như vậy hộp cát tông này nó chứa cái nước ở phía bên trên và cái nước ở trong đấy luôn luôn là 100 độ. Vỏ cát tông cháy ở nhiệt độ trên hay dưới 100 độ C tại sao? Vậy ở đây thì chúng ta thấy là gì? Nước ở trong cái hộp cát tông này thì ở 100 độ C và chúng ta tiếp tục đun thì nước nó sôi thôi. Còn hộp cát tông thì không sôi. Như vậy thì hộp cát tông nó phải cháy trên 100 độ C, đúng không ạ? Trên 100 độ C vì ở đây là nó bị giới hạn cái nhiệt độ bởi cái lượng nước ở phía bên trong, do còn nước nên là nó còn giữ ở nhiệt độ 100 độ C, cái hộp cát tông nó không thể tăng nhiệt độ lên được, đúng chưa ạ? Điều này có điều gì xảy ra trong hộp nếu như mà không chứa nước? Nếu như mà trong hộp cát tông không chứa nước thì khi các em đem đốt lên như vậy thì cái hộp cát tông nó sẽ bị cháy trên bếp lửa, đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ trả lời các cái câu 24.7 như sau. 24.7. Câu A là nước sôi ở 100 độ C. Câu B là trong thời gian nước sôi thì nhiệt độ không thay đổi. Trong thời gian sôi thì nhiệt độ của nước không thay đổi. Tiếp tục câu C. Câu C ở đây là vỏ cát tông không cháy trên bếp lửa khi mà trong hộp cát tông có đầy nước, đúng không nào? Cái hộp cát tông không bị cháy trên bếp lửa. Khi trong hộp chứa đầy nước. Như vậy thì chúng ta sẽ suy ra được là gì? Vỏ cát tông nó sẽ cháy ở nhiệt độ trên 100 độ C. Nên vỏ cát tông ở đây là 100 độ C mà nó không bị cháy. Như vậy thì vỏ cát tông sẽ cháy ở nhiệt độ trên 100 độ C. Cuối cùng đó là gì em? Nếu trong hộp cát tông không có nước thì cái vỏ hộp nó sẽ bị cháy khi mà các em đun trên bếp lửa, đúng nào? Nếu trong hộp cát tông
Không có nước. Thì vỏ hộp. Sẽ bị cháy. Sẽ bị cháy khi đun trên bếp lửa. Được chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ sang bài 24.8. Bài 4.8 như sau. Trong giờ học về sự cháy, một em học sinh phát biểu cây nến cháy và bóng đèn điện cháy. Phát biểu đó đúng hay không? Vậy theo các em thì như nào? À, cây nến cháy thì là đúng, bởi vì là do gì các em? Bởi vì là do phản ứng của cây nến với oxy nên là nó sẽ xảy ra cái sự cháy, thì cây nến cháy là đúng. Còn bóng đèn cháy ở đây thì là không đúng, đúng không ạ? Bởi vì là bóng đèn đây không phải là phản ứng với oxy, mà là do bóng đèn khi mà có dòng điện chạy qua thì dây tóc bóng đèn nó sẽ nóng lên và nó phát quang. Đấy, chứ không phải là cháy. Như vậy chúng ta sẽ trả lời 24.8 như sau. Phát biểu của bạn học sinh thì ý 1 đúng, ý 2 sai. Phát biểu của bạn học sinh thì ý 1 là đúng. Ý 1 đúng. Vì sao? Vì cây nến phản ứng với oxy nên là cháy, đúng không ạ? Vì nến cháy do phản ứng. Nến cháy do cây nến phản ứng với oxy. Phản ứng với oxy. Còn ý 2. Ý 2 là sai. Vì sao? Vì khi có dòng điện chạy qua. Khi có dòng điện chạy qua. Thì dây tóc bóng đèn. Dây tóc bóng đèn sẽ nóng lên và phát quang. Nóng lên và phát sáng hoặc là phát quang. Đấy. Chứ không phải là cháy, đúng không ạ? Đấy không phải là sự cháy. Được chưa? Tiếp theo cô và các em sẽ cùng chuyển sang bài tập số 49. Bạn nào cần 424.9. Bạn nào cần thì có thể dừng video lại một chút nhá. Bài 24.9 như sau. Cần bao nhiêu gam oxy để đốt cháy hoàn toàn 5 mol carbon và 5 mol lưu huỳnh? Vậy 24.9 câu A. Câu A chúng ta có phương trình phản ứng là carbon này cộng với oxy này thì tạo thành khí CO2. Phương trình này đã cân bằng rồi, chúng ta không cần phải cân bằng, đúng không ạ? Vậy chúng ta có tỷ lệ. Tỷ lệ này phía trước không có gì, tức là tỷ lệ 1:1. Đúng không ạ? Vậy ở đây là người ta bảo là cần bao nhiêu gam oxy để đốt cháy 5 mol carbon. Vậy muốn tìm khối lượng thì chúng ta phải biết được số mol của oxy cần dùng, đúng không ạ? Vậy đây là vì tỷ lệ 1:1 nên là nếu mà 5 mol carbon theo phương trình thì ta có là số mol của oxy. Ta có tỷ lệ 1:1 đúng không ạ? Ta có là số mol của oxy này thì nó sẽ bằng với số mol của carbon. Như vậy sẽ bằng 5 mol. Như thế là chúng ta cần dùng đến 5 mol oxy, đúng không ạ? Vậy
Biết được số mol rồi chúng ta sẽ tìm được khối lượng của oxy cần để đốt cháy, đúng không ạ? Cứ tìm muốn tìm khối lượng thì phải tìm số mol, mà số mol thì theo tỷ lệ, đây là tỷ lệ 1:1, tức là một mol này thì phải có một mol này. Như vậy đây 5 mol thì đây nó sẽ là 5 mol, đúng không ạ? Vậy khối lượng oxy cần dùng. Vậy khối lượng oxy cần dùng để đốt cháy 5 mol carbon. Sẽ là muốn tìm khối lượng thì các em lấy số mol nhân với khối lượng mol, đúng không ạ? Số mol ở đây là 5. Khối lượng mol oxy thì là 16, O2 thì là 16 nhân với 2 tức là bằng 32. Các em lấy 5 nhân với 32, vậy chúng ta sẽ cần phải dùng đến 160 gram. Được chưa? Tiếp theo ý B này. Ý tiếp theo của này là để đốt cháy 5 mol lưu huỳnh. 5 mol lưu huỳnh chúng ta cũng hoàn toàn tương tự, đúng không ạ? Ta có phương trình phản ứng. Phương trình phản ứng là lưu huỳnh cộng với oxy thì tạo thành khí SO2. Đúng không ạ? Như vậy tỷ lệ ở đây cũng là tỷ lệ 1:1. Đúng không? Phương trình cân bằng rồi. Tỷ lệ 1:1 tức là một mol này thì nó sẽ cần một mol oxy. Đúng không? Vậy thì ta có là số mol oxy thì nó sẽ bằng với số mol của lưu huỳnh. Như vậy đề bài người ta bảo là cần đốt cháy 5 mol lưu huỳnh, đúng không ạ? Như vậy thì chúng ta sẽ có số mol của oxy ở đây cũng là 5 mol. Đúng chưa? Vậy khối lượng oxy cần để đốt cháy 5 mol lưu huỳnh sẽ là, vậy khối lượng oxy cần để đốt cháy 5 mol lưu huỳnh sẽ là, vậy chúng ta sẽ có khối lượng của oxy sẽ bằng N nhân M lớn, đúng không ạ? N của ta là số mol là 5. Khối lượng mol của O2, oxy thì có khối lượng 16, O2 khối lượng 32. Như vậy trường hợp này cũng cần đến 160 gram. Được chưa? Như thế này chúng ta đã vừa hoàn thành xong được ý A này. Bạn nào cần thì có thể dừng video lại một chút. Bây giờ cô và các em sẽ cùng chuyển sang ý B nhé. Các em xem các cái video của cô thì cảm thấy yêu thích thì hãy ủng hộ cô bằng cách nhấn đăng ký kênh, like và chia sẻ video qua các mạng xã hội giúp cô các em nhé. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ cùng sang ý B nào. Ý B này. Trong giờ thực hành thí nghiệm, một bạn học sinh đốt cháy 3,2 gam lưu huỳnh trong 1,12 lít oxy. Vậy theo em, lưu huỳnh cháy hết hay là cháy dư? Đúng không ạ? Như vậy, chúng ta sẽ có là bạn này đốt cháy 3,2 gam lưu huỳnh trong 1,12 lít khí oxy. Như vậy, các em sẽ tìm số mol. Số mol của lưu huỳnh này. Số mol thì bằng khối lượng chia khối lượng mol. Các em phải áp dụng cái công thức tính số mol linh hoạt nhá. Có nhiều công thức tính số mol, nếu có khối lượng chúng ta tính theo công thức này, đúng không ạ? Vậy ở đây người ta cho là đốt cháy 3,2 gam lưu huỳnh. Vậy 3,2 chia cho M lớn lưu huỳnh là 32. Như vậy bằng 0,1 mol. Được chưa? Rồi, chúng ta lại có số mol của oxy bạn ấy này cần dùng. Nếu như mà thể tích thì các em sẽ áp dụng là lấy V chia 22,4 để chúng ta tính số mol nhá. Nếu là thể tích khí thì áp dụng công thức tính số mol này. Bạn nào không nhớ công thức tính số mol thì hãy tìm đến các tổng hợp, cái video tổng hợp tất cả các công thức tính mol của cô nhá. Đấy. Và ở đây người ta cho 1,12 thì em lấy 1,12 chia 22,4. 1,12 chia 2,4 thì bằng 0,05 mol. Đúng không? Vậy chúng ta có cái phương trình phản ứng này các em. Phương trình phản ứng của chúng ta nó là S cộng với O2 thì tạo thành SO2. Tỷ lệ ở đây là tỷ lệ 1:1,
Tức là một mol lưu huỳnh thì sẽ dùng đến một mol oxy. Thế ở đây chỉ có 0,05 mol oxy thôi mà những là 0,1 mol lưu huỳnh. Đúng không ạ? Như vậy thì chắc chắn lưu huỳnh ở đây sẽ bị dư, đúng không ạ? Vì số mol của oxy và lưu huỳnh theo đề bài là phải bằng nhau, tỷ lệ 1:1 mà. Đấy, mà ở đây chúng ta thấy lưu huỳnh nhiều hơn những 0,1, còn oxy chỉ có 0,05, tức là sẽ suy ra được lưu huỳnh dư. Đúng không? Vậy tỷ lệ này, tỷ lệ theo phương trình của chúng ta là tỷ lệ 1:1. Đúng không ạ? Vậy chúng ta có tỷ lệ đề bài này. Đề bài là cái chúng ta tính ra được đấy. Ta có lưu huỳnh là 0,1. Còn cái này là bằng 0,05. Muốn biết chất nào dư ấy thì các em sẽ lấy, nhớ cái cách tính này, lấy tỷ lệ theo đề bài, chia tỷ lệ theo phương trình, cái nào lớn hơn thì cái đó dư nhá. Vậy tỷ lệ theo đề bài chia tỷ lệ theo phương trình ở đây là 0,1 này chia 1 lớn hơn 0,05 chia 1. Như vậy thì cái nào sau khi chia cái nào lớn hơn thì cái đó dư. Như vậy thì ta có này là 0,1 chia 1 thì lớn hơn 0,05 chia cho 1. Đây là tỷ lệ 1:1. Nếu như một trong một bài khác không phải là tỷ lệ 1:1 mà nó có thể tỷ lệ 2:3 chẳng hạn, thì các em cũng lấy là 0,1 chia 2 trên 0,05 chia 3. Cái nào lớn hơn thì cái đó nó sẽ dư. Luôn luôn nhớ như vậy nhá. Vậy 0,1 trên 1 lớn hơn 0,05 chia 1, suy ra lưu huỳnh dư. Suy ra là lưu huỳnh nó sẽ dư, S dư. Được chưa? Lưu huỳnh dư thì chúng ta sẽ phải tính theo oxy, đúng không ạ? Theo đề bài thì hai cái này phải bằng nhau. Như vậy oxy có 0,05 thì lưu huỳnh nó cũng chỉ phản ứng 0,05 thôi. Nhưng vì ở đây lưu huỳnh nhiều hơn nên suy ra lưu huỳnh sẽ dư. Và cái cách để các em xác định chất dư là các em lấy tỷ lệ số mol theo đề bài này chia nhau số mol theo phương trình, cái nào lớn hơn thì cái đó sẽ dư. Và dư rồi chúng ta phải tính theo chất hết, đúng không ạ? Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp này. Đến đây bạn nào cần thì có thể dừng video lại một chút nhá. Sau khi xác định được S dư rồi thì chúng ta đã xác định được lưu huỳnh là dư, đúng không ạ? Vậy thì theo phương trình thì ta có là số mol lưu huỳnh, cái số mol mà nó phản ứng ấy, đấy, cái lượng mà nó phản ứng ấy thì nó phải bằng với số mol oxy. Như vậy nó chỉ cần 0,05 mol thôi. Đúng không? Thì ra là số mol cái phần lưu huỳnh nó dư thì sẽ bằng tổng đề bài người ta cho là 0,1 mol, chỉ phản ứng có 0,05 thôi. Như vậy nó sẽ dư là 0,05 mol. Đấy, đề bài không hỏi nhưng mà các em cũng tính ra để các em biết, được chưa? Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được 24.9. Tiếp theo cô và các em sẽ sang bài 24.10. Bạn nào cần có thể dừng video lại một chút nha các em. Như sau. Tính thể tích khí oxy và thể tích không khí cần để đốt cháy hết 1 mol carbon, 1,5 mol lưu huỳnh. Biết rằng oxy chiếm 20% thể tích của không khí. Như vậy thì ta sẽ có bài 24.10 như sau. Đầu tiên, cái phương trình A của ta là cái em mà đốt cháy carbon, đúng không ạ? Carbon cộng với oxy, để làm được phương trình, để làm được một bài toán về hóa học thì các em phải viết được cái phương trình đã. Và khi mà các em làm nhiều thì các em sẽ viết được phương trình. Đấy, C cộng O2 tạo thành CO2. Phương trình này cân bằng rồi, không cần phải cân bằng nữa, đúng không ạ? Vậy chúng ta có tỷ lệ ở đây. Tỷ lệ này là tỷ lệ 1:1. Đây, 1:1, không có cái hệ số gì phía trước, tức là 1 hết, đúng không ạ? Tức là số mol của carbon nó phải bằng số mol oxy, đúng không? Vậy ở đây là muốn tìm thể tích thì cũng phải tính số mol đã, mà muốn tìm khối lượng cũng phải tính số mol. Nói chung là trong hóa học cái gì cũng liên quan đến số mol trước, đúng không ạ? Đấy, vậy muốn tìm được thể tích oxy thì chúng ta phải biết được số mol của oxy, đúng không? Vậy thì ta có tỷ lệ 1:1 nên là ta có là số mol oxy thì nó sẽ bằng với
số mol của gì các em? Số mol của carbon đúng không ạ? Mà số mol của carbon người ta nói là một mol đúng không ạ? Vậy bằng một mol. Đúng chưa? Vậy thể tích oxy cần dùng. Thể tích oxy cần dùng để đốt cháy một mol carbon. Vậy thể tích oxy cần dùng sẽ là bao nhiêu các em? V của O2 này. Muốn tìm thể tích thì các em lấy số mol nhân với 22,4 đúng không ạ? Như vậy nó sẽ bằng 1 nhân với 22,4 đúng chưa? Vậy bằng 22,4 lít. Được chưa ạ? Rồi, biết rằng người ta hỏi thêm thể tích của không khí mà oxy chiếm 20% của không khí. Thể tích của không khí tức là thể tích của không khí gấp 5 lần thể tích oxy, đúng không ạ? 20/100 tức là 1/5 đấy. Đấy. Tức là oxy chiếm 1/5 của không khí, như vậy không khí gấp 5 lần thể tích của oxy đúng không ạ? Vậy thể tích của không khí cần dùng. Thể tích không khí cần dùng. Muốn tìm thể tích V của không khí thì nó lại bằng V của oxy kem nhân 5 lần lên, đúng không ạ? Vậy bằng 22,4 kem nhân 5 lên. 22,4 nhân với 5 thì kết quả của ta sẽ bằng 112 lít. Đấy, 112. Tiếp theo chúng ta sẽ có ý B. Ý B là tính thể tích oxy và không khí để đốt cháy hết 1,5 mol hóa phốt pho. Vậy thì muốn tính cái thể tích để đốt cháy hết phốt pho thì các em phải viết phương trình P cộng với O2 đúng không ạ? Tạo thành P2O5. Các em cân bằng phương trình này, thêm 2 này, đây 5 này, đây 4 này, đúng không ạ? Như vậy, chúng ta có tỷ lệ ở đây là 4 này, 5, đúng không ạ? Và đề bài ở đây người ta cho là đốt cháy 1,5 mol phốt pho. Vậy đây 1,5 này, đúng không? Như vậy, nhớ quy tắc đường chéo này. Thì muốn tìm số mol của oxy thì em nhân chéo lên này. Rồi em chia 4 này, thì nó sẽ ra được số mol oxy. Nhá. Vậy thì số mol oxy ta có số mol oxy cần dùng nhớ quy tắc đường chéo 1,5 nhân với 5 chia 4. 1,5 các em nhân với 5 rồi em chia 4 thì bằng 1,875. 1,875. Vậy biết được số mol rồi thì các em sẽ dễ dàng suy ra thể tích của oxy cần dùng đúng không ạ? Muốn tìm thể tích thì nhớ công thức lấy số mol nhân 22,4. Đúng chưa? Như vậy bằng 1,875 kem nhân 22,4. 1,875 nhân với 22,4 thì kết quả sẽ bằng 42 lít. 42. Thế thì thể tích của không khí thì gấp 5 lần thể tích của oxy, đúng nào? Vậy thể tích của không khí cần dùng sẽ là kem lấy 42 kem nhân với 5 lên. Đúng ạ? 42 nhân 5 thì sẽ cần dùng đến 210 lít. Được chưa? Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài 24.10. Tiếp theo cô và các em sẽ cùng sang 24.11 nhé. Bạn nào cần có thể dừng video lại một chút nha các em.
24.11 này. Tính khối lượng của N trên 2 nguyên tử oxy, N trên 4 phân tử oxy. So sánh hai kết quả này. Vậy N nguyên tử tức là khối lượng của một mol nguyên tử đấy, đúng không ạ? Vậy thì ta có đó là cái khối lượng N nguyên tử oxy thì nó sẽ bằng bao nhiêu các em? Khối lượng của một mol nguyên tử oxy thì bằng 16 đúng không ạ? 16 gram. Đúng không? Vậy thì khối lượng của N trên 2 nguyên tử oxy. Từ đây các em sẽ suy ra được là khối lượng N trên 2 nguyên tử oxy. N nguyên tử thì bằng 16. Như vậy N trên 2 thì các em sẽ lấy 16 chia 2. 16 chia 2 thì sẽ bằng 8 gram. Được chưa ạ? Rồi, khối lượng của N phân tử oxy. Đây là N nguyên tử nhá. Còn khối lượng N phân tử oxy. Đúng không ạ? Phân tử thì nó sẽ có công thức là O2, mà cứ một O là 16, như vậy N phân tử tức là khối lượng một mol phân tử thì nó sẽ bằng khối lượng là bằng 32 gam. Đúng không? Vậy người ta hỏi là tính khối lượng của N trên 4 phân tử oxy. Suy ra khối lượng N chia 4 phân tử O2 sẽ bằng, đây là N thì là bằng 32. Vậy N chia 4 thì các em lấy 32 cho em chia 4 thì bằng 8 gram. Đúng không ạ? Như vậy là hai khối lượng này bằng nhau. Đúng không ạ? Vậy hai khối lượng này sẽ bằng nhau. Được chưa? Tiếp theo, chúng ta sẽ sang bài chấm 12. Đốt cháy 1 kg than trong khí oxy. Đốt cháy 1 kg than trong khí oxy. Biết rằng trong than thì có 5% tạp chất không cháy. Tính thể tích oxy cần thiết để đốt cháy 1 kg than trên. Tính thể tích của khí carbonic sinh ra trong phản ứng. Các em nhớ cho cô, phản ứng của than, than chính là gì các em? Công thức là carbon nhá. Đấy, như vậy chúng ta có khối lượng than nguyên chất sẽ là, vì nó có chứa 5% tạp chất đúng không ạ? 5% là cái tạp chất không cháy đấy, đúng không? Như vậy chúng ta có 24.12 là các em sẽ tìm là khối lượng của than nguyên chất. Than, than nhớ công thức là carbon này. Đấy, nguyên chất. Khi các em gặp người ta nói đến than thì nhớ đến nói nhớ là người ta đang nói đến carbon. Đấy, như vậy thì khối lượng ở đây là người ta cho là 1 kg mà chứa 5% tạp chất, đúng không ạ? Như vậy còn lại 95% là nguyên chất, đúng không? 1 kg thì bằng 1.000 gram này, nhân với 95 phần 100. Được chưa? Vậy thì nó sẽ bằng 950 gram. Như vậy là có 950 gram là carbon, đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ tìm được là số mol của than nguyên chất. Nhớ công thức than là carbon đấy.
Muốn tìm số mol thì các em sẽ lấy khối lượng chia khối lượng mol đúng không ạ? Vậy số mol carbon này sẽ bằng khối lượng chia khối lượng mol. Đấy, có nhiều công thức tính các em phải áp dụng linh hoạt. Đây liên quan đến khối lượng ta áp dụng công thức này. Vậy chính bằng 950 chia khối lượng của carbon là bằng 12. Vậy các em vì cái công thức này nó bị lẻ nên các em cứ để như này đã. Chia ra thì nó bị lẻ. Nó lẻ cứ để như này nhá. Chúng ta có phương trình phản ứng này. Là carbon là than này cộng với O2 này đốt cháy này thì nó sẽ sinh ra cái khí CO2. Phương trình này cân bằng rồi đúng không ạ? Ta có tỷ lệ 1:1. Tỷ lệ 1:1 tức là số mol của ba cái này nó phải bằng nhau, số mol carbon phải bằng số mol O2 phải bằng số mol CO2. Mà số mol carbon ta tính ở đây là 950 chia 12. Đúng không ạ? Thì số mol của hai cái này cũng phải bằng 950 phần 12. Được chưa? Như vậy ở đây người ta hỏi gì? Thể tích oxy cần thiết, đúng không ạ? Vậy muốn tìm thể tích thì ta phải tìm được số mol. Vậy thì ta có là số mol của oxy thì nó phải bằng số mol carbon, đúng không ạ? Tỷ lệ 1:1. Như vậy nó bằng 950 phần 12 mol. Được chưa? Rồi thì các em sẽ tìm ra cho cô là vậy thể tích của khí oxy cần dùng. Thể tích của khí oxy cần dùng. Ta biết được số mol rồi, ta lấy số mol nhân 22,4 thì ra thể tích, đúng không ạ? Sẽ bằng 950 phần 12 kem nhân với 22,4. Và cái em tính ra thì nó sẽ gần bằng 1773,3 lít. Đấy, các em tính ra thì nó gần bằng 1773,3 lít. Yêu cầu tiếp theo là tính cái thể tích của khí CO2 tạo thành. Vậy ta có số mol của CO2 thì nó cũng bằng số mol của carbon. Câu B là số mol của CO2 thì nó cũng chính bằng số mol carbon. Và cũng bằng bao nhiêu các em? Bằng 950 phần 12 mol. Đúng không? Vậy thể tích CO2 tạo thành. Muốn tìm thể tích thì các em lấy số mol nhân 22,4 đúng không ạ? V bằng N nhân 22,4. Đúng không? Như vậy CV của CO2 sẽ bằng 950 phần 12 nhân với 22,4. 950 phần 12 nhân 22,4 thì cũng bằng là 1773,3 lít. Đấy, như vậy là thể tích của CO2 sinh ra thì nó cũng chính bằng cái thể tích của cái oxy cần dùng. Đúng không ạ? Tỷ lệ mol bằng nhau thì tỷ lệ thể tích nó cũng bằng nhau. Trên đây là cô và các em đã vừa đi tiếp được một số các cái bài tập ở trong sách bài tập của bài 24, đó là bài tính chất của oxy. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video bài giảng của cô và hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.